Tin cực sốc, 99 triệu dân đòi trục xuất Hoài Linh đàm tướng cướp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, cuốn gói về Mỹ. Vâng thưa quý vị, làn sóng tẩy chay Hoài Linh đàm tướng cướp dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cứ nghĩ rằng thông tin Hoài Linh trắng án thì phần nào nam danh hài này sẽ lấy lại được danh dự, nhưng không, thông báo trắng án dường như phản tác dụng, chính thức là ngọn lửa châm ngòi cho quả bom đang ầm ĩ bấy lâu nay, và đâu chỉ dừng lại ở mức độ là treo cờ tẩy chay một số bộ phận, còn yêu cầu trục xuất Hoài Linh đàm tướng cướp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi, kênh Hồng Biến TV, xin trích dẫn một bài viết của người dùng mạng để chúng ta hiểu được là tại sao những người này lại bất mãn đến như vậy. Hoài Linh đàm tướng cướp, hãy ra khỏi nước Việt Nam. Trước hết, chúng ta hãy phân tích sự tình như thế nào là tín nhiệm. Vậy tín nhiệm là gì? Tín nhiệm là một sự tin tưởng dựa trên sự uy tín của cá nhân, cá thể hoặc tập thể, tổ chức có uy tín. Từ đó cá nhân hoặc tập thể, tổ chức có thể được nhận và được giao phó sự hoặc là được sự ủy thác từ cá nhân, tập thể hoặc tổ chức khác nhận một trọng trách nào đó, có thể liên quan đến tiền bạc, tài sản có giá trị để thực hiện các mục đích rõ ràng, nhất định. Từ đó, các cá nhân, cá thể hoặc tập thể, tổ chức được nhờ sự ủy thác sẽ phải thực hiện đúng theo các yêu cầu ủy quyền, ủy thác đã tin tưởng giao phó như vậy. Quay lại với sự việc Hoài Linh đàm tướng cướp dùng danh tiếng cá nhân kêu gọi, từ thiện và đã được sự tin tưởng của các mạnh thường quân trong và ngoài nước, gửi gắm một lượng tiền khá lớn. Cụ thể con số tạm thời mà phải công bố lên mạng xã hội là 14 tỷ đồng, với mục đích là từ người kêu gọi cũng như từ phía cho tặng ủy thác rất rõ ràng là chung số tiền nhận được vào việc cứu trợ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt đầu tháng 10 năm 2020. Nhưng ngay sau khi Hoài Linh lên công bố, con số lúc trước sau khi sao kê được hơn là 14 tỷ đồng thì lại im lặng, không có động thái gì thực hiện việc cứu trợ cho đồng bào miền Trung. Kể từ đó, cộng đồng mạng cũng như fan hâm mộ Hoài Linh và các mạnh thường quân cũng giật mình vì sự việc lúc này. Thay vì Hoài Linh thông báo vì lý do nào đó và đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng không, nam danh hài này lợi dụng việc là quyền của cộng đồng và các nhà hảo tâm để chọn sự im lặng nhằm đưa sự việc vào quên lãng và được đợt lũ kinh hoàng với sự đau thương, mất mát đã trôi qua hơn 6 tháng. Cũng chẳng còn ai nhớ sự việc Hoài Linh kêu gọi tiền từ thiện, chưa giải ngân, tưởng chừng sự im lặng của Hoài Linh đã trở thành dĩ vãng. Thì vấn đề là ập đến bắt nguồn từ sự việc lang băm Võ Hoàng Yên, vỡ nợ, và điều đặc biệt là Hoài Linh lại có quan hệ khá mật thiết với Võ Hoàng Yên. Nam danh hài cùng kề vai sắt cánh, cùng lang băm trên mọi nẻo đường và cùng hành trình với ý tứ lừa bịp Hoài Linh bị ai cho hoạt động thiếu tình người của lang băm đạt đến danh hiệu thần y bằng chính hình ảnh và tên tuổi của mình. Cái đen ở đây là sự việc của lang băm đã bị cô Nguyễn Phương Hằng phát hiện. Bà Hằng đã lên tiếng tố cáo lang băm và yêu cầu các cá nhân, nhân vật có quan hệ mật thiết với lang băm phải lên tiếng xác nhận vị thần y kia chưa từng điều trị thành công được một bệnh nhân nào trong số là những bệnh nhân, những nhân vật mật thiết xung quanh là lang băm bị bà Hằng gọi tên, có hỏi đến đây và sự việc kêu gọi tiền từ thiện cũng như là chưa bị phát hiện. Nếu nam danh hài chịu lên tiếng xác nhận việc bà Hằng nói về thần y dởm là sự thật, thay vào đó, chẳng những không lên tiếng mà Hoài Linh còn tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt đối với bà Nguyễn Phương Hằng bằng những đoạn clip và lời lẽ bóng gió trên mạng xã hội. Chính từ thái độ sắc sược của Hoài Linh, bà Hằng liền cho điều tra về thân thế và các mối quan hệ qua lại với lang băm. Và cũng như việc làm của Hoài Linh, từ đấy lòi ra ngay Hoài Linh đang ỉm tiền từ thiện. Vậy là hơn nửa năm, Linh giữ số tiền mà mạnh thường quân, những con người vì tin tưởng, thương yêu, giao phó để cứu trợ báo lũ lụt cho đồng bào miền Trung. Hoài Linh đã chiếm dụng toàn bộ số tiền mà không thực hiện việc giải ngân cứu trợ, và trong suốt quá trình chiếm giữ, Hoài Linh đã có sử dụng số tiền trên để chi tiêu vào các việc cá nhân. Vậy việc chi tiêu cá nhân này có thể hiện rõ trên sao kê, đến khi bà Hằng phát hiện, Hoài Linh liên tục là lập tức thông đồng với một số đối tượng dựng lên một sao kê giả với nội dung chuyển số tiền 14 tỷ vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vừa định tung lên mạng để đánh lừa các mạnh thường quân và qua mặt pháp luật thì bị phát hiện. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng lưu lại và lan truyền đoạn ghi âm cuộc nội dung, đoạn ghi âm sao kê giả kia lên mạng xã hội. Đến lúc này, Hoài Linh mới vội vàng xoay sở để bù lại đủ cho con số và vội vàng thực hiện chuyển tiền từ thiện giữa mùa nắng nóng và đúc kết lại toàn bộ sự việc. Và căn cứ theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, có thể dễ dàng nhận thấy Hoài Linh đã lợi dụng lòng tin vào sự ủy thác của các mạnh thường quân, chiếm dụng số tiền hơn 14 tỷ đồng chỉ để chi vào mục đích cá nhân hay vào mục đích cứu trợ lũ lụt. Như lúc sau kê kêu gọi suốt hơn 6 tháng, đến khi bị phát hiện mới lập tức tìm cách khắc phục cho hành vi này. Ngoài các hành vi tiếp tay cho lang băm, chiếm dụng tiền từ thiện, Hoài Linh còn vi phạm nghiêm trọng cả bộ luật đất đai cũng như luật xây dựng của nhà nước Việt Nam khi ngang nhiên xây dựng trái phép và tự đặt tên là nhà thờ tổ nghiệp trên diện tích đất nông nghiệp tọa lạc tại đường số 5, phường Long Phước, quận 9 và chưa bị xử lý. Điều này cho thấy rằng Hoài Linh đã đút lót số tiền cực lớn cho Phan Văn Mãi và Lê Hồng Nam thoát tội một cách dễ dàng. Thưa quý vị và các bạn thân mến,
Tin cực nóng, cô Nguyễn Phương Hằng tranh tụng pháp lý cực căng với bà nhà báo Đặng Thị Hèn Ni. Kính thưa quý vị, mới đây trên một trang báo đã đăng tin là diễn biến vụ việc cô Nguyễn Phương Hằng bị bà Đặng Thị Hèn Ni tố cáo. Theo đó, thì trang báo này cho hay là công an của thành phố Hồ Chí Minh đã nhập đơn tố cáo cô nhận bà nhà báo Đặng Thị Hèn Ni vào vụ án của cô Nguyễn Phương Hằng để điều tra chung. Điều đáng nói là cơ quan công an thông tin riêng sự việc của bà nhà báo Hèn Ni và bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian tới đây. Sau khi xét xử thì chưa chắc bà nhà báo Đặng Thị Hèn Ni này đã không liên quan tới vụ án và đặc biệt là những sự việc xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Như quý vị đã biết, ngày 1 tháng 5, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đang mở rộng điều tra vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Trong khi điều tra bà Nguyễn Phương Hằng, thì bà Nguyễn Phương Hằng đã đưa ra nhiều chứng cứ liên quan tới việc là bà nhà báo Hèn Ni này đã xúc phạm mình. Các cơ quan chức năng công an thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh 11 kênh YouTube thường xuyên livestream phát nội dung bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm danh dự nhiều cá nhân, nhưng trong khi đó thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng tố cáo ngược lại ba nữ ca sĩ kiêm hành nghề để thuê Vi Nổ và bà nhà báo Đặng Thị Hèn Ni này đã xúc phạm mình trong suốt thời gian vừa qua. Liên quan đến vụ việc này thì công an của thành phố Hồ Chí Minh đã nhập đơn tố cáo của bà nhà báo Đặng Thị Hèn Ni này đang công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng vào vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra chung. Bà Đặng Thị Hèn Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân và xâm phạm lợi ích của người khác và đe dọa giết người. Còn bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng tố cáo ngược lại, bà nhà báo Đặng Thị Hèn Ni này lại có hành vi vu khống làm nhục bà, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của chính bản thân bà. Trước khi khởi tố bị can bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo đó, cáo trạng mà các cơ quan chức năng công an thành phố Hồ Chí Minh áp đặt cho bà Nguyễn Phương Hằng là bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng mạng xã hội trên internet tổ chức nhiều là buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Thế nhưng đến nay, trong quá trình điều tra thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã cung cấp ra rất nhiều bằng chứng liên quan đến việc các ca nghệ sĩ trong thời gian vừa qua cũng đã xúc phạm mình, đặc biệt là bà nhà báo Đặng Thị Hèn Ni, ông nhà báo Nguyễn Đức Hiển và một số nhân vật khác cũng đã là chèn ép cho một mình bà và đặc biệt là sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự của bà trong suốt thời gian vừa qua. Xuyên suốt quá trình bà Nguyễn Phương Hằng livestream thì các cơ quan chức năng đã mời bà Nguyễn Phương Hằng lên nhắc nhở khuyến cáo, nhưng các cơ quan chức năng này cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng không thực hiện mà còn tỏ thái độ thách thức coi thường công luận và tiếp tục xúc phạm nhục mạ nhiều người khác. Đây là một vấn đề xử ép cho bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian vừa qua mà khán giả cộng đồng mạng ai cũng đã nhìn thấy rõ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm danh dự nhục mạ cũng như đe dọa giết người thông qua việc phát ngôn trực tiếp trên trang mạng xã hội internet, Facebook và YouTube. Các cơ quan công an của thành phố Hồ Chí Minh mà người đứng đầu là tiên thiếu tướng Lê Hồng Nam còn áp đặt cho bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng trong những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng có rất nhiều người đội ngũ kỹ thuật là đang tham gia giúp sức. Công an thành phố Hồ Chí Minh hiện đang làm rõ ai tiếp tay, ai cung cấp tài liệu cho bà Nguyễn Phương Hằng, ai là đạo diễn, ai là kịch bản truyền thông. Ngoài ra sẽ làm rõ những người xây dựng vai phụ vai chính đóng vai vào trong các buổi phát sóng, trong các buổi livestream đều có là ban biên soạn, chỉ đạo kịch bản, không phải hiển nhiên bà Nguyễn Phương Hằng có tư liệu để nói, nhưng đồng thời các cơ quan chức năng cũng phải điều tra những sự việc liên quan đến bà là nhà báo Hèn Ni, bà nữ ca sĩ gái điếm Vi Nổ và một số nhà báo là Đức Hiển cùng với một số cá nhân khác. Khi bà Nguyễn Phương Hằng cùng với đội ngũ luật sư của mình trong thời gian vừa qua, sau khi bắt bà Nguyễn Phương Hằng, thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã phản tố một cách cụ thể, đặc biệt hơn là trên một trang báo số ra ngày 29 tháng 3 năm 2022 cũng đã đăng tin trình bày là công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc với bà nhà báo Đặng Thị Hèn Ni, công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà nhà báo Đặng Thị Hèn Ni lên để làm việc và đề nghị cung cấp một số tài liệu chứng cứ liên quan đến sự việc. Nhà báo Đặng Thị Hèn Ni này tố cáo cô Nguyễn Phương Hằng, thế nhưng trong thời gian vừa qua thì cũng như cô Nguyễn Phương Hằng, bà nhà báo Đặng Thị Hèn Ni này gửi cho các cơ quan chức năng một số nội dung chứng cứ không quan trọng. Điều đặc biệt hơn là bà nhà báo Đặng Thị Hèn Ni này một mực la làng cho rằng mình là nạn nhân. Nhưng thực tế thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng chứng minh rằng bà nhà báo Hèn Ni này cũng liên tục xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hằng.
và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đã mời bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni công tác tại Tòa báo Sài Gòn Giải Phóng lên để làm việc và bổ sung thêm tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, vì trước đó bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni này cũng đã gửi cho các cơ quan chức năng về những bằng chứng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng những bằng chứng và nhà báo Đặng Thị Hàn Ni này gửi trước đó là quá xàm xí và trẻ con, nên đến nay các cơ quan chức năng tiếp tục kêu bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni lên để cung cấp thêm bằng chứng. Trước đó, bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni này đã làm đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống làm nhục người khác khi làm việc với bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni này, thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu bà này phải cung cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ để làm rõ các yêu cầu của bà đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Vì thực tế những yêu cầu của bà đã cung cấp trong thời gian vừa qua là quá lớn, những bằng chứng của bà đã cung cấp và đặc biệt là các cơ quan chức năng không có bằng chứng gì để ghép tội cho bà Nguyễn Phương Hằng. Vào tháng 10 năm 2021, thì bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni này đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Nhưng những bằng chứng của bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni này cung cấp cho cơ quan công an thì quá xàm xí và trẻ con, nên đến nay các cơ quan công an Thành phố Hồ Chí Minh sau khi bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng, mà ai cũng biết rõ là bà Nguyễn Phương Hằng đã liên tục động đến ông Phan Văn Mãi, Phan Viết Lượng và một số nhân vật cộng cán khác. Nên các cơ quan công an, các cơ quan chức năng Công an Thành phố Hồ Chí Minh mới tiến hành bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi là bắt bà Nguyễn Phương Hằng, thì các cơ quan chức năng mới tiến hành dựng lên nước cờ là bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và bà nữ ca sĩ chuyên hành nghề đẻ thuê vi nổ với mục đích là tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng để lôi và ghép vào hình thức là cho sự việc cho qua và bắt bà Nguyễn Phương Hằng. Thế nhưng các cơ quan chức năng đã không ngờ đến là việc bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và bà nữ ca sĩ vi nổ này đưa ra các bằng chứng quá xàm xí và trẻ con. Đến nay thì sự việc giữa bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian tới đây thì không biết mèo nào sẽ cắn miễu nào, trong khi bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã phản tố với một cách kịch liệt. Và đặc biệt hơn là bà Nguyễn Phương Hằng cũng chỉ ra những bằng chứng cụ thể trong thời gian vừa qua. Chính bà Hàn Ni và bà nữ ca sĩ Viu Anh là những người đầu tiên đã xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, dùng những ngôn từ thô tục để chỉ trích bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian vừa qua. Đến nay thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã quyết làm rõ vấn đề này. Trong đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, thì nhà báo Đặng Thị Hàn Ni cho biết là trong các buổi livestream thì bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên réo tên mình rất nhiều vấn đề. Trình bày với công an thì bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni này khẳng định là tất cả những vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng nói trong các buổi livestream về mình là vu khống. Ngoài ra thì bà nhà báo này còn nói rằng bà Hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng mình để xuyên tạc, bị đặt nhằm làm nhục vu khống mình. Thế nhưng bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng đã là đôi chất ngược lại, là bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni này đã rất nhiều lần xúc phạm mình và nói mình là khỉ. Điều đặc biệt hơn là bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni này còn xuyên tạc chống phá quỹ Hằng Hữu, một quỹ từ thiện được các cơ quan chính quyền cấp giấy phép đàng hoàng, hẳn hoi. Mà nhà báo Hàn Ni này còn ăn vạ thêm là sau khi đã gửi đơn tố cáo thì bị một số fan chính nghĩa đe dọa. Trước sự việc này thì ngày 6 tháng 11 năm 2021, thì bà Đặng Thị Hàn Ni đã có đơn đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương. Thế nhưng cộng đồng mạng và người dân trong cả nước không ai không biết rõ về việc là ăn vạ của bà nhà báo Hàn Ni này. Một mặt là bà nhà báo Hàn Ni này gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, mặt khác thì bà nhà báo này là liên tục lên trang mạng xã hội ra rã khiêu khích bà Phương Hằng, cho rằng bà Hằng phải đến nhà mình để gây thêm những sóng gió trước nhà mình, rồi sau đó để lấy bằng chứng và tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lại. Đến nay thì liên quan đến sự việc này, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã có rất nhiều vấn đề đưa ra mà các cơ quan chức năng phải xem xét và xử lý vấn đề này. Bởi vậy, trong thời gian tới đây, liên quan tới sự việc của bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni với bà Nguyễn Phương Hằng thì chưa biết mèo nào sẽ cắn miễu nào đâu. Trong khi Chú Dũng Lò Vôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ những bằng chứng, chứng cứ và đội ngũ luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng cũng đang chuẩn bị rất nhiều những vấn đề liên quan đến bà Phương Hằng. Và trong thời gian tới đây, khi xét xử, bà Nguyễn Phương Hằng chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề kịch tính và phim hay sẽ còn dài lắm quý vị. Và quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình Hóng Biến của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những nội dung thông tin liên quan về sự việc này.